trên mạng nhiều lắm, mấy đứa gái nè cũng vác vậy nè, đọc chung với mấy thằng trai đó đi qua một vòng thấy nó vác đứa con vậy nè, y chang luôn. Bây giờ đó mấy cái vụ đó là nhiều lắm, bớt kỳ thị lại. Không phải, tôi có con gái tôi kỹ lắm, ông Bảy thông cảm cho tôi đi. Có con gái tôi phải gì nó xấu không nói, nó xấu như bà này mà tôi đâu nói. Nó đẹp. Ê nè, nói đàng hoàng nha. Nói vợ tôi là không được nha. Xin lỗi đi, tại vì sớm mình có hai đứa con gái à. Nó mà nó đẹp mà suốt ngày quá, ráp nhảy đầm là còn đỡ, còn có khoảng cách. Còn ráp là mỗi lần tụi nó tới là tụi nó ráp vô không à, nguy hiểm lắm. À. Cũng có người này người kia chứ anh cứ nói vậy rồi. Cái nào cũng có người này người kia. Ai thích nhạc gì thì cứ hưởng thụ nhạc đó. Tôi không thích. Nhiều cái chỗ con tôi tóc rồi vô cắt tóc cũng để đứa con kìa, có làm sao đâu. Ủa cái chuyện cắt tóc nó khác nha, không nói chuyện tóc tai đây nha. Cái gì? Ủa cái do cái con người thôi. Một xóm có mấy người thôi mà cãi lộn miết. Bây giờ rap mấy đứa nhỏ nó thịnh hành thì để nó hát đi. Còn mình thích rồi. Thích nhạc chữ tình thì mình cứ hát nhạc chữ tình, mất có gì kỳ thị người ta. Nó có ghét anh nghe nhạc chữ tình đâu mà anh ghét nhạc anh nghe rap. Nhạc chữ tình nó dạy hãy nghe người ta viết một cái bài nhạc mà nó có cả vần thơ trong đó. Thơ gì? Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt. Nghe nó sướng không? Còn giờ rap, con rap ra đây. Ê, sao hồi nãy em nghe cái trận battle rap đó căng không? Thật sự em mê quá, Đó, thật sự, vô. Cái gì vậy? Trời luôn. Cái gì vậy? Cái gì vậy trời đó, thấy không? Trời, có đứa con gái nào mà. Nó đâu có hốt gì ông mà đứng ngoài đường. Trời ơi, là nhà nè. Sao á? Người ta là hip hop, còn mày là lai khỉ đó. Ba, bạn con tới chơi dạ. Chào cô chú, đi bạn con. Dạ, con chào chú. Xin lỗi, cậu qua đây đi. Cậu qua đây. Ủa, sao vậy? Đi đâu? Con gái đứng ngoài đường hốt thảy tùm lum vậy. Ba nói có gì vậy? Con gái con trai nào mà tí bóc nhau cái âm. Cái đó là tụi con chào nhau á. Rồi lại chào lại cái này vô. Là con ơi, là chào bây giờ là ráp là chào đi đâu. Thường con chào con cái hốt vô. Trời ơi, nhỏ nó chào như bình thường có dính liêu. Chào cái nữa là tôi có cho một cái dèo dài vô đó nha. Con như con chứ cháu mà ông. Ơi thiệt má ơi, đừng giận nữa. Thôi có bạn con tới chơi mà để người ta đứng giờ này là giờ gì mà tới chơi? Tối rồi con. Ban ngày sao không tới? Nhưng mà con chỉ đưa em Ngọc về nhà thôi mà. Ai em Ngọc? Cậu nhiêu tuổi mà em Ngọc? Con tôi nhiêu tuổi? 20. Dạ con 21. Im luôn, quê. Con lớn hơn 1 tuổi. Lớn hơn có 1 tuổi mà anh em gì? Cái gì con phải chào bạn con mới về được chứ, ba này kỳ quá. Qua chào sao? Đi. Chào sao con cho đàng hoàng nha. Ok nha. Nha. Bớt okay, ôm lại đi nha. Ok bye bye. Thôi đừng có buồn ba nhau. Bớt khó lại. Trời ơi, bắt bảy làm sao mà lành mạnh được. Trai gái mà ôm nhau mà siết vô đó mà lành mạnh. Thôi chuyện gia đình ta thôi, kệ đi, mệt quá. Đi vô ngủ. Tôi với bà chào cái khối. Khó nè, đó vợ chồng ta chào cho hốt có gì đâu. Nè. Dạ, cái máy đó đâu phải của nhà con. Ủa, không phải của nhà mình không? Đem vô, đi vô. Ủa gì hả, ai biết. Trời, mua nhiều máy quá, ai biết cái nào của nhà mình. Ôi, chú Bảy ra ly cà phê, chú Bảy ơi. Khoan, cái hạt cà phê không hấp dẫn bằng cái này đâu. Về nhà trước 20 giờ. Đi ra xin ngày 3. Đi ra ngoài phải xin phép trước 3 ngày. Trời ơi. Không được giao du với rapper. Không được bật nhạc rap trong nhà. Nếu vi phạm sẽ bị cắt tiền tiêu vặt 1 tháng. Đánh kinh tế nó. Đợt này cũng đánh kinh tế nó, bảo đảm là nó ngoan liền. Vợ ông đâu rồi, tôi nhờ mua giùm cho bộ đồ để nó bận. Nó ghét nó bận 3 cái bộ đồ á. Bả đâu rồi? Ơi, con đi tập nha. Đừng đó. Đọc kỹ nội quy đi rồi muốn đi đâu đi. Ba mày khó quá. Bản nội quy về nhà trước 8 giờ, đi ra ngoài phải xin phép. Không được giao du với rapper, không được bật nhạc rap trong nhà, nếu vi phạm sẽ bị cắt tiền tiêu vặt. Ủa nhờ mua giùm bộ đồ cho ai mặc vậy? Nè, cho nó bận. Hả? Trời ơi, tôi lựa tuổi của tôi mà sao cho con nhỏ bận? Ok, còn đúng lứa tuổi của bà đi. Người ta phải nhìn nó, tôi muốn người ta nhìn con tôi người ta chán. Ủa chuyện gì vậy? Tôi tưởng ông mua chưa bà bồ. Ôi, mấy này tính sau đi, mệt quá, con đi đi. Ê, đọc kỹ chưa? Thôi, đừng có lại nó quá, nó bỏ nhà đi luôn, đúng là khóc. Tôi thách tới nó dám bỏ nhà đi không? Bận bộ đồ đi vô. Giỡn mặt hả? Sao hôm qua nói chuyện rồi mà ba vẫn chưa hiểu hả? Không có hiểu gì hết á. Tôi nói là nghe nè, không được giao du với rapper nha. Đi ra ngoài phải xin phép trước 3 ngày nha. Về nhà trước 20 giờ nha, nhớ kỹ nha. Tào lao thiệt. Nếu vi phạm sẽ bị cắt tiền tiêu vặt 1 tháng nha. Đừng giỡn với tôi. Trời ơi, ở nhà gì đâu mà khắt khe vậy trời. Ủa, ba có quốc pháp, gia có gia quy. Ba con giỡn vậy thôi, chứ ba con dám làm vậy đâu. Tôi nghiêm khắc thiệt đó, tôi không có nói giỡn đâu. Ừ.
trời ơi, cái gì vậy, cái gì vậy, cái gì vậy, mới sáng sớm làm gì là làm sầm vậy? Ông làm những con chùm hổm trước nhà ông la vậy? Chết tôi rồi mọi người ơi. Gì? Mọi người ơi, lần này tôi nhờ mọi người một chuyện được không? Cái gì? Hãy đi tìm con gái của tôi. Ủa? Nó chưa về nữa hả? 3 ngày rồi. Nó đi đâu 3 ngày trời rồi. À, cũng mày không, tao nói là đừng có nói chuyện với con gái mà cái kiểu đó. À, đi đi, dám đi, hết tiền về. Đi kiếm nó tùm lum rồi bây giờ chạy lên mấy chỗ mà nó ráp không có. Nó tự ái. Phải chưa? Đó rồi. Trời ơi, tôi khổ gần chết, bây giờ mọi người đừng chửi tôi nữa. Nè, bây giờ ông nói giờ mới thành hiện thực nè. Đây, nó đi về nó vác cái bụng bầu về cho coi. Đây, cái miệng mắm muối vậy mới có 3 ngày mà làm gì có bầu. Biết à. Dạy con là mình phải làm bạn với con. Mình hiểu tâm lý, tâm tính, nó thích cái gì mình thích đó. Bây giờ ông nghĩ đi. Ở cái tuổi của ông, cái lúc mà ông bằng nó đó, có phải ông cũng vậy không? Hả? Cũng cãi cha, cãi mẹ không? Nhiều khi ông cãi còn hơn nó nữa. Nó nghe nhạc thôi mà có làm cái gì đâu. Lỡ nó bị chuyện gì là ân hận suốt đời. Tôi đi kiếm con 2-3 cái bệnh viện rồi. Bệnh viện gì? Tôi sợ là nó uống thuốc hay là nó nhảy cầu gì đó. Tại sao lúc trước không nghĩ điều đó? Thì đó. Làm cha làm mẹ cái kiểu gì? Bây giờ. Trời ơi. Ồ nó ốm nhơm nhất à. Chú ơi, lẹ về ạ. Không. Đừng quánh đó. Tôi qua tôi ôm nó. Ừ. Trời ơi trời, con tôi về tôi mừng không hết mà. Ôi, tôi kiểu bị quánh nó tao sợ. Ôi. Sao ba đuổi con đi rồi ba không đi tìm con? Tìm quá trời luôn. Thấy đám nhậu nhậu ai giống con mà chui vô. Nhưng mà ba thấy ba sai chưa? Sai rồi thì mới hối hận nè. Đi qua bên nhà đứng rồi đứng bên nhà người ta. Bộ đi 3 ngày không tắm thôi dữ vậy con. Thôi đâu tắm đi rồi. Trời ơi, con gái nữa. Thôi nín, bà thường thôi, mốt con muốn ráp thì con ráp. Có thiệt không? Thiệt. Thiệt hả bà? Thiệt. Trời ơi, không phải nói nhà đi đâu. Nó gọi cho tôi, nói con bùa ba quá con về bên nội ở, nhưng mà con nói bên nội là không cho ba biết. Trời ơi, bên nội ai chứa con vậy? Chị ai chứa? Ngoại trừ bà nội mày ra thôi, ai ta cũng quánh hết. Nữa, bà nội nó chứa. Giận cái tật vậy hoài luôn đó. Thôi được rồi. Cô chủ ơi. Ủa? Cô phê bảy nụ ơi. Đây. Ủa? Sao anh? Cà phê nó chua chua ha. Sao vậy? Dạ hả? Tại... Ế đúng không? Không có, tại vì cái này là công thức mới pha. Ba của tôi nói là nặn chanh vô uống cho dễ tiêu. Dễ tiêu chảy hả? Thì nhưng mà cái này là tấm lòng của tôi pha cho thì uống dạ. Đi đúng không? Ủa mà cái cô lẹ bệnh á. Con có phải là cái cô mà hay rap không? Tên đúng lẹ. Rồi. Trời ơi, lẹ bây giờ nổi tiếng lắm, rapper nổi tiếng 10 triệu view lần đó. Trời ơi. Bạn thân của tôi đó. À, có thể xin Facebook của cổ cho tôi được không? Được chứ. Nhưng mà Facebook của cổ là ba cổ xài. Ủa? Lấy không? Tôi cho liền. Rồi, thấy mà cái avatar của ba cổ là thấy quải rồi. Lè dễ thương lắm. Ủa mà không thấy mẹ lè ta? Hôm bữa cổ có về đây một lần, xong rồi cổ đi đâu rồi? À... Nhưng mà làm gì hỏi lè hoài vậy? À, không có, giờ tôi qua hỏi mấy người. Hỏi tôi làm chi? Ngất. Gà đi, gà đi. Lẹ. Gì vậy? Sao tự nhiên đứng nói chuyện nhau không sợ hả? Bị dê hả? Không có, ông đang chuẩn bị định hỏi tôi cái gì đó mà tôi đợi hoài ông chưa hỏi. Ui, nhìn cái người này không có đàng hoàng đâu. Bà mặc váy ngắn vậy nữa. Kêu đi về đi. Kêu đi về hả? Ủa? Đi về đi. Trời, chưa trả tiền cà phê. Không cần trả, đi về đi. Mà anh làm gì ở đây hoài vậy? Sao ông đi về đi? Tôi giờ tôi ở đây rồi. Ủa? Sao vậy? Sao vậy? Mới mướn tức thì luôn. Giờ mướn tôi hả? Tôi đâu có nhà đâu cho nên là giờ tôi ở đây. Ủa, luôn. Vậy là bây giờ làm hàng xóm của mình rồi đó. Vậy hả? Ê, anh đừng có đứng lại gần tụi tôi. Không sao đâu, vui mà. Trời ơi, sao bà gan quá vậy? Đứng gần thôi, không gì đâu. Thôi, người ta nói nam nữ thọ bất thân đó. Vậy anh... đi, vậy không thân. Tên lẹ đúng không? Ừ. Mà tôi... Gì à?
Về con. Về con. Trời nào về. Không, về con trước nè. Về mày không sao mày. Khó chịu ghê luôn á, nãy giờ cứ đứng nhìn rồi xong rồi hỏi thông tin về con này tùm lum la á ba. Giờ ý con sao? Con gật đầu là nó đi bệnh viện liền. Ôi thôi thôi, mới. Làm gì làm? Ở đâu tới tôi không cần biết, nghề nghiệp thế nào tôi không cần biết. Tâm tia con gái tôi là không được đâu nghe chưa? Thấy thằng này như vậy chứ không phải vậy đâu nha. Làm sao ba? Thiệt ba giận con ghê á. Không lẽ giờ mình à đúng rồi, thấy ba tôi vậy chứ không phải vậy đâu nha. Nhìn có tóc chứ không phải đâu nha. Nhìn có tóc chứ không phải đâu nha. Ô. Sợ chưa? Chú hồi nãy rồi xin Facebook của chú luôn á. Xin tôi chi? Không có, tại con cũng hâm mộ cái quán nụ hồng mong manh của chú đó. Tôi làm nghề hớt tóc. Đúng. Nhưng trước khi đúng. Làm nghề hớt tóc, tôi là một võ sư. Võ sư luôn hả bác? Đúng vậy. Sợ chưa? Đừng giỡn với tôi. Thôi, nói tới vô vấn đề đi. Tới luôn đi chú. Anh đến đây lại làm cái gì vậy? Có mục đích gì ở đây vậy? Không, cậu đến đây là mục đích gì? Dạ, con giúp cái chú này thôi chứ con không mục đích. Tại sao mỗi lần cậu nhìn con gái tôi ánh mắt cậu kỳ lạ lắm? Cậu có quan hệ gì với con gái tôi? Cái gì vậy ba? Thì tại sao người ta nhìn con người ta thấy cái kiểu kỳ lạ, rồi tự nhiên mới gặp ba kêu ba nhạc phụ là sao? Con khai luôn nè, hồi nãy khi con ra hỏi lè là ai, lè ở đâu, lè bao nhiêu tuổi, rồi xin Facebook, xin số điện thoại. Con biết hết mà con giả bộ đó. Để làm gì? Không, con đâu biết để làm gì. Để làm gì? Dạ không, giống không như là... đâu? Cho con xin lỗi, con lỡ lần này thôi chú. Trời ơi, vì mê con nhỏ con cháu mà đụng người ta vậy, rồi lỡ ảnh hưởng tới gia đình ta sao? Đúng rồi, cha chồng tôi chết rồi, cậu có nuôi tôi cả đời không? Cái gì vậy ba? Ủa gì mà gài người ta vậy đó. Bây giờ vậy, viết giấy cam kết, lo toàn bộ thuốc men. Dạ dạ. Kể cả mấy tháng người ta không đi làm thì phải lo luôn cho người ta. Thảo nào, tôi nghi rồi. Không có ai mà cực khổ mà đánh cái tóc phồng như nó hết trơn á. Ái mộ cũng trăm đường ái mộ. Ái mộ gì đâu mà phải dàn dựng một cái tai nạn để mà vô đây để gần cái người mình yêu thích. Cái kiểu này nguy hiểm quá. Tôi cũng không hiểu tại sao lên đầu tôi nữa, tôi không hiểu nữa. Chồng tôi đúng mày qua mày vớt ổng đi, mày ở chung nhà ổng luôn có phải sướng không, mày ở nhà tao chứ. Thiệt. Chà, tưởng đụng tôi dễ à. Tôi có vợ. Mấy cô mấy chú tha lỗi con lỡ lần đầu, mốt con không dám nữa đâu. Trời ơi, tính lập lần sau nữa. Dạ không, lỡ lần đầu không, thôi cô chú ơi, cô chú có gì thôi tha lỗi cho bạn lần đầu đi. Tại vì cũng chỉ vì hâm mộ con quá, thiệt sự là con quá tài năng nên thành ra là Nhốt con mày vô. Mà phép con như vậy cũng chấp nhận. Không. Thôi anh, từ nay về sau anh đừng có làm vậy nữa nha. Tôi cũng sợ lắm. Dạ. Tôi cũng muốn là có người hâm mộ như vậy đâu. Đúng rồi, hâm mộ khác với hâm dọa. Hiểu không? Cậu bớt thần tượng con gái tôi lại đi. Tại vì nó hát không hay giống như là ở trên mạng mà cậu coi đâu. Cái đó là nó chỉnh âm thanh lại hết rồi. Kêu nó hát nè. Ủa hát vậy đi. Hả chú? Đọc thử coi. Màu trắng thì đôi bằng tay rượu này không say về uống cho dây này. Rồi mình kể nhau nghe chuyện đêm mưa chẳng có mà che vớ sát đêm vô tình thôi cũng buồn. Vì rằng ngày mai ai anh bước đi cùng mai bước đi cùng anh lê lơi bờ mơ khẽ rồi anh buồn quá tiếng bão dù vậy muốn giữ em đừng để nhớ kết sao mình chẳng nói với nhau câu gì thôi về rằng ngày mãi bước đi cùng mãi vô vậy trời. Lẽ lại mà môi khẽ rồi anh một giây tiếng bão hù quậy muốn giữ em đừng đi nhưng tớ sao mà chẳng nói đâu câu gì. Chúng ta nhỏ ái ơi cái tối trời tình rất tiếc là thân phận hồn đồ biết lên trang tình yêu này vô bờ còn cả chặn đồ khi tình giấy này vô tội.